Thực hiện tương tự như ví dụ thứ nhất, các bạn sẽ có được hình dạng của ví dụ thứ hai. Sau khi có được hình dạng của hai ví dụ này, chúng ta sẽ tiến hành ghi kích thước cho hai ví dụ. Thì như trên đề bài thì các bạn có thể thấy được hai ví dụ này có hai tỷ lệ khác nhau. Đối với ví dụ số 1, chúng ta có tỷ lệ là 1/2. Và đối với ví dụ số 2 có tỷ lệ là 1/5 so với tờ giấy A4. Thì để thể hiện kích thước, chúng ta sẽ trải qua hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất chúng ta còn gọi là quản lý kích thước. Để quản lý kích thước thì chúng ta sẽ chia ra từng ví dụ để chúng ta quản lý. Trước tiên chúng ta sẽ nói về ví dụ thứ nhất. Thao tác thứ nhất của quản lý kích thước, các bạn sẽ khai báo D Enter để chúng ta mở hộp thoại Dimension Style Manager. Sau khi các bạn khai báo D Enter, các bạn nêu cái mới. Và chỗ New Style Name, chúng ta sẽ đặt tên là tỷ lệ 2. Điển hình trong tỷ lệ 2 này sẽ đại diện cho tỷ lệ 1/2, hay là còn gọi là cho ví dụ thứ nhất. Sau khi đặt tên xong, chúng ta Continue. Hộp thoại New Dimension Style xuất hiện. Thì trong mỗi hộp thoại này chứa rất là nhiều thông tin. Các bạn cần quan tâm một số thông tin như sau. Thứ nhất, trong tab line, chúng ta cần trong tab line, mục đích của tab line dùng để quản lý đường thẳng nằm ngang, còn gọi là đường dimension line, và hai đường thẳng đứng, còn gọi là extension line. Thì trong tab line, biến số các bạn cần quan tâm nhiều nhất đó chính là offset from origins, hay là khoảng cách từ đối tượng đến đường extension line. Trong những bản vẽ này, chúng ta sẽ cho khoảng cách này là hai đơn vị. Trong tab thứ hai, symbol and arrows, mục đích dùng để quản lý của mũi tên chúng ta. Nếu trong ví dụ này với kích thước thể hiện là mũi tên thì chúng ta để mặc định. Tùy từng trường hợp mà chúng ta sẽ chọn những cái kiểu hiển thị khác cho phù hợp với bản vẽ của mình. Thông tin thứ hai mà các bạn cần quan tâm đó chính là arrow size, kích thước của mũi tên. Và ví dụ này chúng ta sẽ cho arrow size là 3 đơn vị. Center mark, khi chúng ta ghi một cái bán kính, chúng ta không muốn tại tâm của đường tròn thể hiện một cái đánh dấu chữ thập, thì chỗ center mark chúng ta sẽ chuyển về none. Trong tab thứ 3, test quy định cho các con số. Thì trong tab test này, thông tin thứ nhất các bạn cần lưu ý chính là test height, chiều cao của các số. Mình sẽ cho là 3 đơn vị. Test placement, vị trí của cái test. Tại vị trí cho vương thẳng đứng, vertical, mình sẽ chọn above. Khi đó các bạn có thể test sẽ nằm ở trên cái đường dimension line. Và thông tin thứ 3 là test alignment, mình sẽ chuyển về tiêu chuẩn ISO standard để cho cái test này nằm theo phương của các đường dimension line. Và thông tin thứ 4, offset from dim line, khoảng cách từ cái test đến đường dimension line, chúng ta chọn một đơn vị. Khi đó các bạn quan sát ở đây, các bạn có thể thấy được khoảng từ cái đường extension line đến cái test chúng ta có khoảng cách. Trong tab thứ 4, fit. Trong tab fit này, thông tin quan trọng nhất các bạn cần lưu ý đó chính là yield overall scale up. Tại vị trí yield overall scale up, chúng ta đang trình bày cho bản vẽ có tỷ lệ 1/2. Khi đó ngoài thực tế, đối tượng của chúng ta sẽ to hơn so với kích thước trong tờ giấy A4 là 2 lần. Vì vậy mà tại vị trí yield overall scale up, chúng ta sẽ nhập vào mẫu số là 2. Tại tab tiếp theo, primary unit. Tại tab này chúng ta sẽ quản lý số thập phân. Vị trí precision, độ chính xác, mình sẽ chuyển về không số thập phần như các bạn thấy trên hình. Sau khi đã chỉnh đủ 5 tab, các bạn ok và chúng ta close lại. Các bạn vào tab annotate trên thanh ribbon. Tại panel dimension, các bạn có thể thấy được kiểu dimension các bạn vừa khai báo. Sau khi các bạn đã đảm bảo đúng tên các bạn vừa khai báo, các bạn tiến hành ghi kích thước. Trong trường hợp này, chúng mình sẽ ghi một vài kích thước là mẫu. Để ghi kích thước nằm ngang, chúng ta sẽ sử dụng lệnh dim linear, viết tắt là DLI. Sau khi khai báo DLI, chúng ta sẽ click vào
Góc đầu tiên chúng ta cần ghi kích thước. Kích vào góc thứ hai của đối tượng chúng ta cần thể hiện kích thước. Và sau đó chúng ta giống con chỏ vào vị trí mà chúng ta cần đặt kích thước. Có một điều lưu ý trước khi các bạn ghi kích thước, đó chính là các bạn nên chọn về đúng laser kích thước. Trong trường hợp này mình lỡ mình để nét đối tượng để mình vẽ thì khi đó kích thước của mình sẽ do nét đối tượng quy định. Điều này là không chính xác. Vì vậy mình sẽ bỏ đối tượng này đi. Mình sẽ chọn là nét kích thước. Sorry, mấy nét này là thuộc về nét trục. Mình chọn về nét kích thước. Lúc này nét mặc định để vẽ chính là nét kích thước. Chúng ta sẽ khai báo DLI và chúng ta tiến hành ghi kích thước. Về máy bên đây, các bạn có thể thấy kích thước 89 sẽ liên tục với kích thước 77. Khi đó 77 sẽ đóng vai trò là kích thước làm chuẩn. Để ghi kích thước liên tục tiếp theo, mình sẽ khai báo lệnh dim continue. Khi đó từ kích thước ban đầu, mình sử dụng dim continue để mình thể hiện cho những cái kích thước tiếp theo. Mình có được kích thước 89. Tiếp theo mình sẽ sử dụng một vài kích thước ghi cho bán kính và đường kính. Để ghi kích thước cho bán kính, các bạn khai báo radius và lệnh tắt DRA trên thanh command window. Chúng ta click chọn vào đường tròn và chúng ta di chuyển chuột đến vị trí chúng ta cần đặt kích thước. Tương tự như vậy, mình sẽ enter để lặp lại lệnh kích thước gần nhất, đó chính là DRA. Tiếp theo mình sẽ ghi kích thước cho đường kính diameter, viết tắt là D, D và I. Chúng ta click vào đường tròn chúng ta cần thể hiện kích thước. Tương tự như bán kính, chúng ta đặt kích thước đúng vị trí chúng ta cần muốn thể hiện. Tiếp theo chúng ta sẽ thể hiện kích thước gốc. Để thể hiện kích thước gốc, các bạn khai báo là angular, D-A-N. Sau đó bạn click vào hai đối tượng hợp thành gốc bạn cần ghi kích thước. Mình sẽ click vào hai đường thẳng này. Sau đó mình sử dụng con chỏ để mình giống đến vị trí mình cần đặt kích thước vào. Tương tự như vậy, mình enter để lặp lại lệnh DNAN gần nhất. Và mình click vào hai đối tượng. Mình giống đến vị trí mình cần đặt kích thước. Đến đây chúng ta đã thể hiện kích thước về cơ bản cho ví dụ thứ nhất. Về ví dụ thứ hai, như các bạn thấy, các ví dụ số 2 sẽ có tỷ lệ khác với tỷ lệ của ví dụ số 1. Vì vậy chúng ta không thể nào sử dụng lại cái kiểu kích thước TNL2 để chúng ta ghi kích thước cho ví dụ này. Để ghi kích thước cho ví dụ số 2, các bạn quay trở lại quản lý kích thước. Chúng ta để highlight ngay TNL2 và chúng ta nêu cái mới. Hình số ví dụ số 2 có tỷ lệ là 1/5. Suy ra mình sẽ đặt tên là tỷ lệ 5 và mình continue. Tất cả những cái thông tin đều giống như thông tin của cái tỷ lệ 2 chúng ta mới vừa đặt. Riêng trong một fix và tại view overall scale up, mình sẽ nhập vào 5 tương ứng với mẫu số. Mình ok, mình close. Thao tác tương tự sử dụng các lệnh ghi kích thước để thể hiện kích thước lên trên ví dụ số 2. Vậy đến đây, chúng ta đã thực hiện xong giai đoạn thứ nhất, đó là tạo nên hình dáng của đối tượng. Tiếp theo chúng ta sẽ qua giai đoạn thứ hai. Giai đoạn thứ hai còn gọi là giai đoạn tạo khổ giấy. Như mình đã nói lúc đầu, mình sẽ trình bày trên không gian layout. Thì thao tác thứ nhất của việc tạo khổ giấy, các bạn click chọn layout. Mình sẽ sử dụng layout 1 để mình trình bày. Khi các bạn click vào layout 1, công việc đầu tiên của chúng ta là quét chọn hết không gian layout để các bạn bỏ đi các viewport có sẵn.
Hiện giờ trên màn hình của các bạn, đây là một không gian layout với một khổ giấy có kích thước bất kỳ. Mình sẽ hiệu chỉnh khổ giấy này lại thành một tờ giấy A4 nằm thẳng đứng, có kích thước cạnh nằm ngang là 210, cạnh thẳng đứng là 297. Để thực hiện được điều này, mình click phải vào layout 1 và mình chọn Base Setup Manager. Chúng ta đang ở layout 1. Trên hộp thoại Base Setup Manager, chúng ta chọn layout 1 và chúng ta cần modify, chỉnh sửa layout 1 lại. Khi đó, hộp thoại Base Setup sẽ xuất hiện. Trong hộp thoại này, chúng ta cần quan tâm một số thông tin như sau. Thứ nhất, tại mục Print Term Router, chúng ta sẽ chọn máy in khi chúng ta in ra. Trong ví dụ demo này, mình sẽ chọn xuất ra file PDF. Thông tin thứ hai, paper size, khổ giấy. Để in ra file PDF, mình sẽ chọn khổ giấy là khổ giấy A4 và có kích thước thẳng đứng. Mình chọn ISO A4 210, 297, với 210 là cạnh nằm ngang và 297 là cạnh thẳng đứng. Thông tin thứ ba mà các bạn cần quan tâm là plot scale. Chúng ta cần sử mặc định tờ giấy ở tỷ lệ thật, nên tại vị trí scale chúng ta sẽ chọn được tỷ lệ 1:1 và đơn vị của chúng ta là mm, tương ứng với một đơn vị. Thông tin thứ tư, plot style stable. Nếu các bạn cần in màu, các bạn sẽ chọn outcast. Nếu các bạn cần in trắng đen, các bạn sẽ chọn monochrome. Trong trường hợp này mình cần in màu, mình chọn outcast. Và thông tin thứ năm đó chính là hướng giấy. Hướng giấy như thế này, khi chúng ta in ra chúng ta sẽ được khổ giấy nằm ngang. Trong khi yêu cầu đề bài mình cần giấy thẳng đứng, vì vậy mình chọn portrait. Thông tin cuối cùng, thông tin chỉnh tràn lề. Khi các bạn chỉnh tràn lề, các bạn có thể tận dụng tối đa diện tích của không gian tờ giấy. Để chỉnh tràn lề, chúng ta click chọn properties. Modify Standard Paper Size, thiết lập tiêu chuẩn của khổ giấy. Và tại cái Modify Standard Paper Size, chúng ta sẽ tìm và chọn khổ giấy giống với khổ giấy Paper Size chúng ta đã chọn bên hộp thoại Base Setup. Chúng ta sẽ tìm ISO A4 210 và 297. Sau khi đã đảm bảo đúng giữa hai tờ giấy, giữa hai khổ giấy, chúng ta modify. Chúng ta sẽ nhập 0 vào tất cả các top, bottom, left, right nếu chúng ta các bạn không muốn chừa lề. Sau khi đảm bảo 0 hết và chúng ta cứ next, finish, ok và các bạn ok. Từ khổ giấy ban đầu, các bạn sẽ có được khổ giấy A4 thẳng đứng. Đến đây chúng ta xong giai đoạn thứ hai, thiết lập khổ giấy. Đến giai đoạn thứ ba, mình còn gọi là giai đoạn trình bày. Chúng ta đã có được những cái hình vẽ bên không gian model. Chúng ta đã có được khổ giấy A4 thẳng đứng trên không gian layout. Thao tác tiếp theo, mình sẽ thể hiện những cái hình vẽ trên không gian model lên trên không gian layout này. Để thực hiện được điều này, chúng ta sử dụng khung nhìn MRView. Mình khai báo MRV trên thanh Command Window. Chúng ta có hai ví dụ số 1 và ví dụ số 2. Vì vậy, mỗi khung nhìn MRView chúng ta sẽ đại diện cho một ví dụ. Sau khi thực hiện MRView và chúng ta quét một khung nhìn, khung nhìn này sẽ đại diện cho ví dụ số 1. Để thể hiện ví dụ số 1, các bạn click núp vào bên trong để kích hoạt khung nhìn. Sau khi kích hoạt khung nhìn, chúng ta có thể zoom ví dụ số 1 nằm gọn trong khung nhìn chúng ta vừa tạo được. Sau khi đã đảm bảo ví dụ số 1 nằm trong khung nhìn rồi, chúng ta click đúp ra ngoài, click thoát. Để gán tỷ lệ giữa hình và khổ giấy, chúng ta khai báo hộp thoại properties bằng cách các bạn sử dụng tổ hợp phím Ctrl 1. Sau khi hộp thoại properties xuất hiện, chúng ta chọn khung nhìn. Và tại mục mix trên thanh hộp thoại properties, các bạn quan tâm đến mục custom scale. Chúng ta sẽ khai báo đúng tỷ lệ giữa hình vẽ so với tờ giấy, và theo yêu cầu đề bài chúng ta sẽ có tỷ lệ 1:2. Để đảm bảo tỷ lệ không thay đổi trong quá trình zoom và pan, tại vị trí display clock chúng ta sẽ khóa chọn Z.
để khóa khung nhìn lại. Đến đây, chúng ta sẽ tiến hành gom gọn khung nhìn. Thu nhỏ khung nhìn sao cho khung nhìn chúng ta offset vào không gian tờ giấy, không gian của ví dụ số 1. Mình thực hiện xong cho ví dụ số 1, thực hiện tương tự cho ví dụ số 2. Khai báo khung nhìn MView. Click hai điểm tạo thành một cái khung nhìn. Sau đó chúng ta click vào miền trong của khung nhìn và zoom ví dụ số 2 lên. Sau khi đảm bảo ví dụ số 2 nằm bên trong khung nhìn rồi, chúng ta click đúp ra ngoài để thoát. Và lúc này chúng ta click chọn lại khung nhìn. Tại vị trí Custom Scale, chúng ta sẽ nhập tỷ lệ 1/5. Và tiếp tục tại Display Lock, chúng ta chọn Yes. Sau đó chúng ta gom khung nhìn lại sao cho đảm bảo khung nhìn bao trọn đối tượng. Và chúng ta tắt đi hộp thoại Properties. Sau khi đã thể hiện được đối tượng lên trên khổ giấy, chúng ta đã kết thúc bước số giai đoạn thứ 3. Tiếp theo chúng ta sẽ bước vào giai đoạn thứ 4. Trong giai đoạn thứ 4, chúng ta có một số công việc cần giải quyết như sau. Thứ nhất, chúng ta sẽ sắp xếp lại vị trí của hai ví dụ sao cho nằm ở vị trí chúng ta cần thể hiện bên trên tờ giấy. Công việc thứ hai chúng ta cần thực hiện đó chúng ta thực hiện những cái ghi chú cho từng ví dụ. Và công việc thứ ba đó chính là chúng ta tạo khung tên, khung bản vẽ và in ra. Bước vào công việc thứ nhất, các bạn dùng lệnh move. Khi đó các bạn chỉ việc move khung nhìn, sắp xếp sao cho đối tượng của chúng ta nằm cân bằng so với tờ giấy. Giả sử đến đây mình đã thực hiện xong công việc thứ nhất, đối tượng mình đã nằm tương đối cân đối so với khổ giấy A4. Công việc thứ hai mình sẽ sử dụng lệnh test để mình thực hiện ghi chú cho từng cái hình vẽ. Khai báo T Enter trên thanh Command Window. Chúng ta sẽ thực hiện một cách ghi chú. Ví dụ thứ nhất. Ví dụ thứ nhất này sẽ có tỷ lệ là 1/2. Mình sẽ cho vị trí này to lên là 5 đơn vị. Và tương tự vị trí này mình sẽ cho là 3 đơn vị. Sau đó các bạn có thể click Close Text Editor, hoặc đơn giản hơn các bạn có thể kích ra bên ngoài. Chúng ta có được test của cái ví dụ thứ nhất. Mình sử dụng lệnh Move, mình di chuyển test này vào bên trong. Sau đó chúng ta thực hiện lệnh Copy. Mình copy cái test chúng ta vừa tạo được xuống cho ví dụ thứ hai và sử dụng lệnh Edit để chúng ta chỉnh sửa cái test này lại. Ví dụ thứ hai. Đồng thời tỷ lệ chúng ta sẽ thay đổi thành 1/5. Tại đây mình sẽ có hai ví dụ. Đến đây về cơ bản chúng ta đã thực hiện xong cái công việc thứ hai. Công việc thứ ba, chúng ta cần tạo ra khung tên và khung bản vẽ. Về khung tên, khung bản vẽ, trong quá trình học chúng ta sẽ sử dụng khung tên theo tiêu chuẩn ISO 128. Có cách thực hiện như sau. Thứ nhất, các bạn vẽ 3 đường thẳng nằm ngang liên tục có kích thước lần lượt là 20, 40 và 60. Sau đó chúng ta sử dụng lệnh offset. Chúng ta offset xuống 6 đơn vị cho hai đường thẳng đầu tiên và tiếp tục 6 đơn vị nữa. Sau đó mình offset tiếp 12 đơn vị. Và tiếp theo mình sẽ thể hiện những đường thẳng thẳng đứng. Offset đường thẳng thẳng đứng ngoài cùng vào 20 đơn vị. Và mình trim bỏ đi phần bên trên. Trong phần bên dưới này, mình sẽ thể hiện được như thế này.
Sau khi có được mẫu của khung tên, chúng ta sẽ tiến hành tạo khung khổ giấy và khung bản vẽ. Để tạo khung khổ giấy, chúng ta dùng lệnh Rectangle. Các bạn vẽ ra một khổ giấy hình chữ nhật có kích thước cạnh nằm ngang của khổ giấy A4 là 210 và cạnh thẳng đứng 297. Sau khi có được khung khổ giấy, chúng ta dùng lệnh Offset và chúng ta offset vào 10 đơn vị về phía bên trong, các bạn sẽ có được khung bản vẽ. Thao tác tiếp theo, chúng ta sẽ move khung tên vào khung bản vẽ. Sau khi đã có được khung khổ giấy, khung tên và khung bản vẽ, chúng ta tiến hành move ba đối tượng chúng ta vừa tạo được vào bên trong khổ giấy A4 này. Đến đây, các bạn đã có được khung tên, khung bản vẽ và khung khổ giấy bao quanh các đối tượng của mình. Lúc này chúng ta sẽ sắp xếp lại một lần nữa để đảm bảo đối tượng của chúng ta nằm đúng vị trí cân bằng so với khổ giấy. Hai công việc cuối cùng mà chúng ta cần phải thực hiện đó chính là chúng ta phải làm ẩn đi hai khung nhìn này. Sau khi ẩn đi hai khung nhìn này, chúng ta sẽ tiến hành in ấn.